Dạ con xin kính chào bác Nguyễn Nhân ạ. Dạ thưa bác, con tên là Hoàng Thị Thu Hồng, con cư ngụ ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Con có một số câu hỏi, con xin bác vui lòng giải đáp giúp con ạ. Dạ thưa bác, con có xem video tựa đề là Về vấn đề chùa Thiền Tông Tân Diệu, Hòa Thượng Pháp Tông, đăng trên kênh chùa Huyền Không Official ngày 10 tháng 12 năm 2018. Trong video này có người hỏi, xin thầy giải thích về phái thiền của chùa Thiền Tông Tân Diệu. Tại sao Giáo hội Phật giáo Việt Nam lại lên tiếng rất nhiều về phái của Thiền Tông Tân Diệu? Thì trong video này thầy Pháp Tông trả lời như sau: Hội đồng trị sự từng có công văn gửi cho viện nghiên cứu đề nghị phân công tìm hiểu về hiện tượng này và có câu trả lời thỏa đáng cho giáo hội. Một số vị tôn đức trong viện nghiên cứu đã nhận trách nhiệm này, có làm báo cáo và thầy có đọc qua. Có mấy điểm chính thầy nêu ra theo các nhận xét của các vị đó. Thứ nhất là về nội dung, những lời thuyết giảng được ghi chép lại của người đề xướng ra Thiền Tông Tân Diệu đó là do vị đó nhớ chỗ này một chút, chỗ kia một chút, mang tính chủ quan. Thứ hai là đã kích chê bai bài xích các hệ phái tông phái Phật giáo khác. Thứ ba là những lời giảng liên quan đến thiền thì trích dẫn và diễn giải sai lạc, không đúng cả về tinh thần nghiên cứu lẫn tư tưởng thiền học. Các vị nghiên cứu đề xuất một vấn đề, chỉ cần có một vị có khả năng biện luận trong các vị tôn đức có hiểu biết về Thiền Tông Tân Diệu này đến nói chuyện với vị đã đề xuất ra Thiền Tông đó, có thể bài bác được tất cả các lý luận của Thiền Tông Tân Diệu. Nói tóm lại, đó là một lý thuyết về thiền nhưng không chính thống, mặt khác không đáng tin cậy về nhiều mặt, cả về mặt lý luận, cả về mặt nghiên cứu học thuật và cả về mặt thấy biết thực chứng. Dạ thưa bác, con xin phép được hỏi bác như sau ạ. Thưa bác, đạo mà không có giáo lý thì gọi là đạo gì ạ? Đạo mà nguyên tắc đạo đạo phải có giáo lý, tức như phải có cái hướng dẫn của cái đạo đó đi, phải có giáo lý. Nếu mà không có giáo lý thì mình tu chắc chắn sai, chứ không dám nói những cái danh từ khác. Tu mà không giáo lý hoàn toàn tu sai. Nhưng mà bác có để ý trong cái câu hỏi của con hỏi nó như thế này nè, tất cả những vị nào mà muốn về đối chất về cái pháp môn Thiền Tông này nè, thì bác có đề nghị như thế này nè. Con á, con nói lại với giáo hội Phật giáo á, cái ban mà nghiên cứu á, ông Nguyễn Nhân này nè, mời đến chùa Thiền Tông Tân Diệu bao nhiêu người cũng được, cứ báo cáo đi rồi xe cộ ông lo hết, về ăn uống chỗ ở mấy ngày cũng được, lên đối chất thẳng với bác ở tại chùa Thiền Tông Tân Diệu, không tốn một đồng nào hết. Nhưng mà muốn đối chất thì phải có một cái văn bản báo cho bác biết để cho bác mời chính quyền và các báo chí đến mà tham dự, thấy không? Còn nếu mà nói mà bác mà kêu bằng giá chấp chỗ này chỗ kia là không đúng. Thế đó là một tư cách của một người có học thức, đừng có nên nói ra cái câu đó. Nếu giá chấp thì đây là cái lỗ hổng để mà phá được cái chùa Tân Diệu này nè. Nếu nếu mà bắt giá chấp, còn mà cái thiền tông này nè, nó đi theo cái dòng thiền của nó, mà căn cứ vào cái 36 vị tổ thiền tông mà bác đã viết qua, đã xuất bản, nhà xuất bản tôn giáo đàng hoàng. Còn căn cứ vào cái bằng sự thật nữa là ông Trần Nhân Tông có viết ra 204 câu về cái dòng chảy mạch nguồn thiền tông mà hiện giờ được phát trên mạng đó, do cô Thúy Nga đọc đó. Thúy Nga cái đài truyền hình VTV1 đọc đó, trình bày rất rõ ràng về nguồn thiền tông. Nguồn thiền tông đi đến đâu đều có độ người được đến đó, không có thể nào nó không được. Vị thầy nào mà nói là cái này nó không thật thì chú mời, bác mời lên trên chùa thầy đó hết. Mỗi một vị bác gửi cho bao thơ 500 ngàn đi về, trả tiền công cho một ngày. Các báo chí cũng vậy, đến bác cũng phải gửi cho 500 một người, bao nhiêu người cũng được. Xe cổ bác lo, con lo cái chuyện này đi, bắt trung gian cho. Phần bác, phần con mà tổ chức được cái này
bác thưởng cho con 5 triệu. Nào, rất đàng hoàng. Nhưng phải có văn bản đàng hoàng là để chúng ta tổ chức. Ông mà không đi thì ông có chừng. Ông hứa ông đi mà tới đó không đi là làm sao đây. Nào, người quân tử nói thì phải làm. Quân tử bất thi ngôn. Ngôn cử của người quân tử nói ra là phải thực hiện, không bỏ được. Đó, thì bác cũng nhắn với con là mời cái gì đó, cái cơ quan nào mà nghiên cứu của Phật giáo lên đây đi. Bao nhiêu người cũng được. Đừng có ngồi ở nhà mà nói những cái danh từ không nghe, khó nghe đối với người ta. Ở trên cái luật pháp nước Việt Nam, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa vậy này, ai cũng là bình đẳng trước pháp luật. Nên nhớ, người có tu không tu, người học cao học thấp đều bình đẳng trước pháp luật, không ai hơn ai. Thì đây là chơi theo luật bình đẳng của nhà nước. Muốn biết thì nói, còn nếu không biết đừng có nói. Bác viết sách ra đây thì nó có nhà xuất bản rõ ràng. Bác công bố pháp môn thứ sáu này được chính quyền và giáo hội cho phép, chứ không phải bác nói cái bình thường. Đấy không? Bác làm cái gì cũng bằng sách vở hết, bằng nói có sách mới có chứng. Nói thiền tông không có cơ cứ, mời đến đấu chắc. Đấy không? Bác thua, muốn xử lý bác như thế nào được. Đốt chùa cũng được, đốt mấy quyển sách cũng được, hết bỏ hết. Đấy, bác khẳng định nói vậy. Thì bác nhắn nhủ rằng tất cả những người mà nói về thiền tông, chê thiền tông, nói chê thì phải thực hiện. Thấy không? Muốn dẹp cái thiền tông phải biết dẹp bằng pháp luật, muốn chê thiền tông phải chê bằng luật pháp, chứ không phải mà muốn nói gì thì nói. Đừng có ý mình là người tu, mình một đoàn thể mà ăn khiếp một người cá nhân không được đâu. Pháp quyền xã hội chủ nghĩa không chấp nhận cái này. Nói phải đi đâu việc làm. Nói với tư cách của người quân tử, bất thi ngôn. Thấy không? Rồi, bác trả lời cho cái ý câu số 1 của con hỏi câu thứ 2 đi.